Ai cũng hiểu rằng việc có một công việc kinh doanh sẽ giúp chúng ta giàu có và hạnh phúc hơn. Ai cũng nhận thấy, nhìn thấy rằng việc bán hàng online, đưa sản phẩm và dịch vụ lên online có thể giúp doanh nghiệp tạo ra một đòn bẩy và đạt được doanh số, doanh thu, một con số cực kỳ khủng khiếp và đáng mơ ước. Và ai cũng nhận ra là chỉ có những người có giá trị, có kinh nghiệm, có kiến thức mới có thể cạnh tranh, nổi bật và kiếm được tiền ở trên mạng xã hội. Vậy thì bạn ấy, những người đang xem video này, những người chuẩn bị khởi nghiệp, những người đang bán hàng online, bạn đã có kinh nghiệm chưa? Bạn đã có giá trị chưa? Bạn có gì khác biệt chưa? Nếu chưa thì đừng chần chừ gì nữa, đừng đợi một thứ gì nữa, đừng đợi những cái điều may mắn nữa. Hãy hành động đi, hãy tìm kiếm cho mình một lớp học bất kỳ nào đó, có thể mất phí, có thể miễn phí. Hãy hành động đi, hãy đi làm thuê hoặc làm một hành động nào đó hoàn toàn mới ở trên mạng, ví dụ như live stream, ví dụ như bán hàng, ví dụ như chạy quảng cáo Facebook. Đừng đợi nữa, không ai muốn bạn bị tụt lại. Thị trường không muốn bạn tụt lại, tôi không muốn bạn tụt lại, thế giới cũng không muốn bạn bị tụt lại. Chỉ có điều là bạn đang chần chừ và đắn đo. Chính vì bạn đắn đo và chần chừ là nguyên nhân chính khiến bạn không kiếm tiền online ngay từ bây giờ. Nếu thu nhập của bạn quá thấp và bạn đang tìm cách khởi nghiệp trên môi trường online, nếu bạn đang có sản phẩm và dịch vụ nhưng đang làm theo mô hình truyền thống và đang muốn thích nghi và đưa lên môi trường online, thì chỉ bạn cần phải có các năng lực như chạy quảng cáo ở trên các nền tảng để thu hút và giữ chân khách hàng mới và khách hàng cũ, thiết kế video, thiết kế hình ảnh để giới thiệu sản phẩm làm sao thật khác biệt và thật hấp dẫn với khách hàng, chốt sale, hoặc đơn giản là các kỹ năng như xây dựng đội nhóm, tuyển dụng đội nhóm để họ về làm cho mình, hoặc có thể là nhập hàng Trung Quốc, tìm kiếm nguồn hàng Trung Quốc, tìm kiếm sản phẩm trang nếu bạn là một người muốn khởi nghiệp. Vậy thì đó là các năng lực. Và ngay bây giờ bạn sẽ cần phải hành động tìm kiếm ngay các lớp học cho mình mất phí hoặc miễn phí để hoàn thiện các năng lực này. Và thật may mắn, các khóa học này mình có thể hoàn toàn miễn phí tặng cho bạn. Chỉ với một điều kiện, đó chính là hãy theo dõi mình. Hãy theo dõi kênh YouTube của mình. Hãy nhận bộ video và hãy ngấu nghiến xem các video đó, áp dụng các kiến thức đó. Bạn sẽ rất bất ngờ vì các video này, bởi vì nó có thể áp dụng ngay vào doanh nghiệp của bạn, thậm chí giúp bạn kiếm được tiền ngay. Và đương nhiên nó hoàn toàn miễn phí. Bạn chỉ cần làm một hành động, đó chính là follow mình, follow kênh YouTube của mình. Yên tâm là trong các khóa học miễn phí này, mình sẽ cam kết không bán hàng ở trong bất kỳ khóa học miễn phí nào ở trong này. Hãy coi như đây là một món quà mà chúng ta lần đầu tiên mới gặp mặt và nó hoàn toàn miễn phí. Hãy nhanh tay vì cơ hội chỉ có hạn thôi. Xin chào.